Philip Kotler không phải là cha đẻ của ngành này. Nếu mình hiểu cha đẻ là một cái người mà đầu tiên nghĩ ra cái khái niệm đó, thì Theodore Levitt mới là cái người đầu tiên nghĩ ra khái niệm này. Ông ta nghĩ khái niệm là tại sao chúng ta không đặt một câu hỏi là khách hàng họ cần cái gì? Marketing. Rốt cuộc lại chỉ xoay quanh nhu cầu của khách hàng. Đó là cái phần cốt lõi nhất của marketing. Cho dù các bạn dạy marketing theo kiểu nào, hiện đại hay kiểu nào đi nữa, thì marketing chủ yếu của nó là xoay quanh nhân vật chính, là khách hàng. Trước đây, xoay quanh nhân vật chính là nhà sản xuất. Nhà sản xuất đưa ra sản phẩm gì, nếu anh chê thì anh không mua, mà nếu anh thích thì anh mua, chỉ có vậy mà thôi. Còn nếu mà hàng không mua, bỏ trong kho. Còn nếu phương pháp marketing, thì tôi biết đặt ra một câu hỏi mà hiện nay nó quá bình thường đi, đối với những người như chúng ta, những người đã từng làm kinh doanh hoặc là từng học qua những cái khóa đào tạo về quản trị đó, thì nó quá tầm thường, nó tầm thường tới mức độ chúng ta quên mất cái tầm quan trọng khi nó mới xuất hiện. Đó là câu hỏi khách hàng muốn gì. Tại sao ta không đặt câu hỏi đó? Anh muốn xe màu gì? Anh muốn xe cái mẫu mã như thế nào? Anh muốn xe là 4 cửa hay xe 2 cửa hay xe 5 chỗ hay xe 7 chỗ? Và những cái option, những cái features, những đặc điểm gì trên chiếc xe hơi đó mà anh mong muốn? Tại sao ta hỏi khách hàng câu đó? Bởi vì lần đầu tiên mới lý luận thế này, khách hàng không mua sản phẩm, khách hàng mua những cái lợi ích đến từ sản phẩm đó. Đây là quan điểm rất cách mạng vào cái thời kỳ đó. Đó là một sự phân biệt. Các bạn không mua chiếc xe hơi, thật ra các bạn không mua xe hơi, bạn mua một phương tiện vận chuyển. Thậm chí hiện nay mua xe hơi cũng là một phương pháp để có tài sản, để dự trữ tài sản. Nên mua xe hơi, sắm xe hơi Việt Nam nó khác bên Mỹ các bạn. Bên Mỹ các bạn mua chiếc xe hơi để bạn đi, bạn di chuyển. Bạn không quan tâm tới cái xe đó, nó miễn là nó tốt mà nó ít hao xăng mà nó đưa bạn đi đến một cách an toàn đến đi về, nó tốt vậy thôi. Đó. Nhưng mà trong cái quan điểm người Việt Nam chúng ta đó, thì xe hơi là một loại tài sản. Nó không những chỉ là một phương tiện di chuyển, nó còn là một loại tài sản. Điểm thứ ba quan trọng hơn, nó còn thể hiện đẳng cấp xã hội, nó còn là một cái symbol, nó thể hiện đẳng cấp xã hội của bạn. Nên bạn thấy cái việc kinh doanh xe hơi Việt Nam rất là lạ lùng. Là một loại xe nó chỉ bán chạy trong một thời gian nhất định, cho đến khi có mẫu mã mới ra đời là ta hết mua loại xe đó. Mẫu đẹp hơn, ví dụ hiện nay thì ví dụ về Mercedes á, thì mới ra cái loại mà E300. Ok, lập tức bạn thấy giờ bạn ra đi tìm trên mạng bán gọi là cái loại mà E240 và E280 bán hàng loạt trên mạng, người ta tung ra bán đó. Ta không muốn mua chiếc xe đó nữa, tại mới đi cái này mà đi mà E280 là bị coi là bình thường này. Những cái xe này bị tuột giá rất là ghê gớm. Hiện nay mọi người đang mong muốn là mua cái xe E30. Tại vì nó thể hiện cái đẳng cấp xã hội. Đó là một trong những cái lợi ích. Lợi ích này rất là nhiều. Ví dụ như lợi ích về mặt chức năng. Functional. Đấy. Cái xe làm được cái gì nó phải chở bạn đi. Lợi ích về mặt tâm lý, tình cảm. Emotional. Nó đem lại cho bạn cái sự kính trọng. Sự nể phục của đồng nghiệp của các bạn. Của bạn gái các bạn. Nếu bạn có bạn gái. Okay. Và những cái lợi ích đó mới thật sự là cái mà chúng ta nó thỏa mãn cái nhu cầu của mình để mình mua cái sản phẩm. Thì đó là những điều này đó. Hiện nay các giáo trình đã giảng dạy nó rất nhiều rồi, tôi chỉ lướt qua cho các bạn nhắc cho bạn nhớ mà thôi. Thì hiện nay marketing nó cũng trở thành một loại kiến thức phổ thông. Những điều tôi nói ví dụ 4 chữ P chẳng hạn, sản phẩm rồi giá cả rồi khuyến mãi rồi promotion rồi hệ thống phân phối vân vân, place, những cái thuật ngữ đó. Sau một thời gian như vậy, bản thân marketing nó trở thành gần như là một loại kiến thức phổ thông. Mà khi nó trở thành một loại kiến thức phổ thông, nó không còn mang lợi thế cạnh tranh nữa. Đúng không nào? Một khi mà ai cũng biết cái đó là để làm gì. Bây giờ các bạn vô công ty, dù là công ty rất là nhỏ hay công ty lớn cũng vậy, cũng nói là nào là nhu cầu khách hàng, chúng ta phải là chăm sóc khách hàng, phải customer care cho tốt, rồi customer service, rồi dịch vụ khách hàng. Luôn luôn khách hàng là cha, là mẹ, là thượng đế, mọi thứ. Nó trở thành một loại sáu ngữ. Tôi cho rằng sáu ngữ. Tại trong thực tế, nếu nói tại Việt Nam, nó vẫn chưa diễn biến như vậy. Các bạn đi mua hàng, các bạn vẫn gặp rất là bực mình. Có lúc thì cái chất lượng nó không nhất quán các bạn. Vào trong nhà hàng hoặc là đi mua sắm ở bên ngoài, đi shopping. Có lúc các bạn gặp những cái nhân viên phục vụ rất là tốt. Rất là lịch sự, rất là niềm nở. Tôi có thể khẳng định rằng nhân viên nó mới vào làm. Nhưng cần vài tháng sau thôi, đồng lương ít ỏi, cuộc sống khó khăn. Rồi họ cảm thấy là họ muốn đi một cái vị trí khác. Thế là bắt đầu họ hờ hững dần với công việc. Và lúc đó họ không cảm thấy cần phải phục vụ khách hàng, không còn coi là khách hàng là thượng đế nữa. Và tôi thấy những cuộc tranh cãi rất là buồn cười các bạn. Ở ngoài Hà Nội, tôi gặp những cuộc tranh cãi như vậy. Có những người họ nói ngay trong cái tiệm đó, tôi là khách hàng là thượng đế mà sao có đối xử tôi như thế? Đấy. Thì người nói là tôi biết anh là thượng đế, nhưng thượng đế cũng phải xếp hàng. Đấy. Và những cách trả lời như vậy cho thấy rằng là trong cái tư duy của họ nó vẫn là tư duy, vẫn là những cái sáu ngữ thôi.
chứ thật sự chưa đưa vào trong thật sự trong cái tâm huyết trong đầu óc của họ. Thì một khi marketing nó trở thành một loại kiến thức phổ biến như vậy đó, nó cũng mất dần đi cái lợi thế cạnh tranh của nó. Thì tới giai đoạn một cuộc cách mạng thứ ba, người ta thấy rằng là khách hàng thật sự chưa phải là thượng đế, mà người đó là công nhân viên. Đây là đến lúc mà vai trò của công nhân viên được lên ngôi. Người ta gọi là khách hàng nội bộ, những từ chuyên môn, internal customer. Nếu các bạn muốn dùng những từ chuyên môn một tí là internal customer, khách hàng nội bộ. Các cuộc nghiên cứu mới cho thấy rằng là chúng ta muốn có một dịch vụ khách hàng tốt, chúng ta mong muốn điều đó, ta muốn làm cho khách hàng happy, hạnh phúc, hài lòng về những dịch vụ của mình. Nhưng nếu cái người thật sự trực tiếp, người nhân viên tuyến đầu, những cái frontline employees, người mà trực tiếp mà tiếp xúc với khách hàng, những người đó mới thực sự đóng vai trò quan trọng hơn ông tổng giám đốc nhiều. Ông tổng giám đốc chỉ lo họp, không hề biết là cái người đó đối đãi với khách hàng của mình như thế nào. Và chỉ có người đó mới là thực sự là tiếp xúc khách hàng. Và việc mà làm khách hàng hài lòng hay không là hoàn toàn do sự định đoạt của họ, do khả năng của họ, do kiến thức của họ, do trình độ của họ. Và nếu trình độ của họ yếu kém, họ rất là bực mình. Đi đường xá, cái kẹt giao thông, cái mới gây lộn với lại vợ ở nhà v.v. Họ đến đó họ mang trút luôn cả cái nỗi giận lên đầu khách hàng của chúng ta. Chúng ta lãnh đủ. Họ nói công việc của anh Tú không cần, tại lương anh trả cũng lương chết đói mà, họ tôi giải khoát cũng vậy. Okay, họ có sẵn sàng họ trút cái nỗi giận lên đầu khách hàng. Nhưng mà bạn biết đó là ảnh hưởng tới thương hiệu của mình. Khách hàng đi họ đâu có kiện người đó đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra họ kiện ngay công ty. Họ kiện ngay người tổng đốc của công ty đó, họ kiện cả công ty đó. Okay. Nếu có xảy ra chuyện nghiêm trọng, họ kiện cả công ty đó. Chứ không có kiện người nhân viên hoàn toàn không có bị cái gì cả. Tại người viên chỉ làm việc là đại diện, nó chỉ là một cái bộ mặt, chỉ là tuyến đầu của doanh nghiệp mà thôi. Cho nên, các nhà lý luận về khoa học quản trị mới thấy rằng là bây giờ là đến lúc phải tôn vinh cái vai trò của người nhân viên gọi là khách hàng nội bộ. Chúng ta phải làm sao cho những người đó hài lòng trước cái đã. Họ phải hài lòng về cuộc sống của họ. Họ thật sự yêu thích công việc của họ. Mà họ thật sự phải yêu thích khách hàng. Thì họ mới làm tốt công việc mà dịch vụ khách hàng. Như vậy đây là cái lúc vai trò này đã lên ngôi. Khi vai trò lên ngôi rồi đó. Thì các bạn thấy bây dần dần nó là xảy ra những cái sự kiện là gì. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta nó lại đi một quá trình nó hơi bị lủng củng. Tại vì biết là cái văn hóa Việt Nam nó tiếp nhận.